Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Dòng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa cho biết đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 14 tháng 3 và sẽ lên đường sang UAE từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 3 để thi đấu giải giao hữu quốc tế do nước chủ nhà tổ chức nhằm chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn cho biết rằng tranh thủ thời gian FIFA Day và cũng nhằm tạo điều kiện cho các đội U23 của các nước chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. UAE đã có sáng kiến tổ chức giải đấu khoảng 8 đội, quy tụ các đội trẻ tốt nhất trong khu vực như Ả Rập Xê Út, Iraq, Uzbekistan và dự kiến có cả Thái Lan, Trung Quốc. Ngoài ra còn mời một đội bóng mạnh ở ngoài khu vực đó là Croatia cùng tham gia. Dĩ nhiên đây là cơ hội tốt cho nên khi nhận lời mời từ đối tác mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cùng ký trao đổi hợp tác với họ hồi năm vừa rồi. Chúng tôi cảm thấy đây là dịp rèn luyện rất tốt cho U23 Việt Nam, cho nên đã bàn bạc và thống nhất cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo để cử đội tham gia. Điều này giúp cho các em vừa có thêm cơ hội cọ sát quốc tế, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc và nâng cao thể lực để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games vào tháng 5 và vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 vào tháng 6. Theo kế hoạch, sau khi vòng 4 V-League khép lại vào ngày 13 tháng 3, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung song song cùng với đội tuyển quốc gia từ ngày 14 tháng 3 với dự kiến là khoảng 28 đến 32 cầu thủ. Ngoại trừ những cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng cho đội tuyển để đá hai trận vòng loại thứ ba còn lại của World Cup 2022 gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 ở trên sân nhà Mỹ Đình và gặp Nhật Bản ngày 29 tháng 3 trên sân khách thì những cái tên tốt nhất còn lại sẽ hội quân để chuẩn bị cho giải đấu ở UAE. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khẳng định là do huấn luyện viên Park Hang-seo bận cầm quân đá vòng loại World Cup cho nên dẫn dắt đội U23 đi UAE rất có thể sẽ là tân huấn luyện viên đội U23 Việt Nam và cũng là đồng hương của ông Park. Rất có thể là những cái tên từng góp công lớn đưa U23 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á năm vừa rồi, nếu như giữ được phong độ tốt qua giải V-League giải hạng nhất như là Nguyễn Hải Long, Hồ Thanh Minh, Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn, Lê Xuân Tú hay Liễu Quang Vinh sẽ được triệu tập cùng với những cầu thủ thường đang có mặt ở trên tuyển có thể được ông Park cho về như là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, vân vân. Ngoài ra, những cầu thủ đang chơi tốt ở Campuchia tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cũng có thể được gọi. Việc đá một giải đấu chất lượng như ở UAE cũng là một bước chạy đà quá tốt cho U23 Việt Nam trước thềm SEA Games trên sân nhà vào tháng 5 và xa hơn là giải U23 châu Á vào tháng 6 và ASEAN vào tháng 9. Cũng theo lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, sau khi đá xong giải ở UAE, Đội U23 Việt Nam trở về nước và cũng sẽ tiếp tục tập trung ở trong tháng 4 trở đi để chuẩn bị cho hai giải đấu là SEA Games và U23 châu Á. Ông Park sẽ cân nhắc chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi để bổ sung cho đội đá SEA Games với mục tiêu cố gắng bảo vệ ngôi vô địch. Ngoài các trận tập huấn với các câu lạc bộ trong nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng dự kiến sẽ tìm 2 quân xanh quốc tế chất lượng để mời sang Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 trước khi đội U23 Việt Nam bước vào SEA Games 31, dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày mùng 8 tháng 5. Tiếp sau SEA Games sẽ là giải U23 châu Á 2022. Giải đấu đã làm nên tên tuổi của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam hồi năm 2018. Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc ở tại bảng C. Đây là một điều rất thú vị bởi trước đó ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, Việt Nam cũng nằm chung bảng với Malaysia và Thái Lan. Đây được xem là một bảng đấu dễ thở đối với U23 Việt Nam. Huấn luyện viên tuyển U23 Thái Lan là ông Warawut Sirimaka cũng cho rằng việc rơi vào một bảng đấu cùng với đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia giống như là một định mệnh. Tại bảng C sẽ chỉ có hai đội giành tấm vé tiến vào tứ kết và Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm vé thứ nhất. Điều đó có nghĩa là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ phải cạnh tranh cho một suất còn lại để vượt qua vòng bảng. Lá thăm này không hề tệ với các đội tuyển của Đông Nam Á, trong đấy có U23 Việt Nam. So với các bảng A, B và D thì cơ hội của Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam ở bảng C rõ ràng là lớn hơn hẳn. Và huấn luyện viên Warawut Srimaka tin rằng các học trò của mình sẽ hoàn thành được mục tiêu 6 điểm tuyệt đối từ Việt Nam và Malaysia. Thật may mắn khi mà cùng bảng với Việt Nam và Malaysia, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần cho nên việc do thám đối thủ trở nên dễ dàng. Tôi nghĩ định mệnh đã giúp Thái Lan, Việt Nam và Malaysia gặp nhau. Hy vọng đội nhà sẽ giành chọn 6 điểm khi gặp hai đội bóng này. Gặp Hàn Quốc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi chưa tìm hiểu về họ Mục tiêu hiện tại của U23 Thái Lan là SEA Games 31, nếu như chúng tôi thi đấu tốt ở tại SEA Games, phong độ đó sẽ được kéo dài tới vòng chung kết U23 châu Á. Ba bảng đấu trên đều xuất hiện ít nhất là hai đội bóng mạnh, bảng A thì có chủ nhà Uzbekistan, Qatar cùng với Iran, bảng B thì có Australia và ba đại diện của Tây Á, bảng D thì hiện có hai ông lớn là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, nằm chung bảng với Thái Lan và Malaysia, vì thế lại là cơ hội để cho U23 Việt Nam mơ về tấm vé đi tiếp. Đương nhiên cơ hội sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu như U23 Việt Nam vượt qua được Thái Lan và Malaysia. Việc SEA Games tại Việt Nam bị lùi lịch và thời gian đóng băng của bóng đá quốc tế khiến cho chúng ta không có nhiều cơ sở để xác định sức mạnh thực sự của ba đội bóng trẻ là U23 Việt Nam, Thái Lan cùng với Malaysia. Vòng loại U23 châu Á hồi tháng 10 năm 2021 lại trở thành cơ sở hiếm hoi để xem xét. Ở tại vòng loại, U23 Việt Nam đã thắng chật vật trước Đài Bắc Trung Hoa cùng với Myanmar còn U23 Thái Lan thì chia điểm với Malaysia. Màn thể hiện thiếu thuyết phục từ cả ba đội tuyển cho thấy chưa có sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa họ. Cách khác để đánh giá sức mạnh của đội U23 là dựa vào số tuyển thủ quốc gia trong đội hình của mỗi đội. Ở khía cạnh này thì U23 Việt Nam gây ấn tượng khi có không ít gương mặt thường xuyên góp mặt ở đội tuyển như là Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long. Tuy nhiên rất ít người trong số họ được trao cơ hội. Thái Lan có ít gương mặt ở đội tuyển hơn, nhưng họ lại sở hữu những Thanawat su -cheng Thia Phong đá chính ở tại AFF vừa rồi. Cầu thủ thuộc biên chế của Leicester City đang thi đấu ở tại giải ngoại hạng Anh sẽ cùng với Jonathan Kemdi đang thi đấu ở Đan Mạch cùng với Ben Davis sẽ là những niềm hy vọng của U23 Thái Lan. Giống với Thái Lan, Malaysia cũng có Akia Rashid được gây ấn tượng ở tại AFF Cup vừa qua. Ngoài ra họ còn có cầu thủ sinh năm 2002 Lukman Hakim Samsurin hiện đang thi đấu ở tại Bỉ cùng với một số tài năng trẻ khác như là Aiman hay Quang Tin Trang. Đây cũng là chủ lực của ba đội tuyển ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Nếu như họ cùng mang lực lượng này tới vòng chung kết, U23 Thái Lan có lẽ là nắm chút lợi thế so với Việt Nam và Malaysia. Đánh giá về bảng đấu của U23 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng ở bảng này Hàn Quốc là đội bóng mạnh nhất. Malaysia thì sẽ thua thiệt hơn một chút so với Thái Lan và chúng ta do công tác tuyển chọn và sử dụng cầu thủ trẻ của họ có chút vấn đề. Còn cầu thủ trẻ Thái Lan có tính thực chiến rất cao, có kinh nghiệm do họ được định hướng rõ ràng trong thời gian qua. Có một chút băn khoăn là ở giải đấu này U23 Việt Nam không được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Kể từ tháng 10 năm 2017, đây sẽ là lần đầu tiên ông Park xuất hiện ở đội U23 Việt Nam không phải với tư cách là người hoạch định chiến thuật mà chỉ là phương diện quản lý. Dĩ nhiên ông Park có thể đưa ra những góp ý về đấu pháp cho huấn luyện viên kế nhiệm của mình nhưng sẽ không phải là người có quyết định cuối cùng và càng không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất ở U23 Việt Nam. Điều đó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến U23 Việt Nam. Tài năng của tân huấn luyện viên trưởng cũng là người Hàn Quốc chưa được khán giả Việt Nam biết đến, cho nên có thể là người hâm mộ sẽ lo lắng khi U23 Việt Nam thiếu vắng tài thao lược của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong vòng 5 năm trở lại đây, U23 Thái Lan chưa thắng được U23 Việt Nam. U23 Thái Lan đã thua 2 và hòa 1 trước chúng ta trong những trận đấu chính thức. Đáng chú ý nhất là thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 năm 2019. Đây cũng là trận thua đậm nhất của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Từ ngày dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam với cá tính mạnh mẽ và tài năng về bài binh bố trận, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phần nào xóa được tâm lý là cứ gặp người Thái là run rẩy mà bóng đá Việt Nam phải chịu đựng suốt một thời gian dài nên nhớ trước khi có những trận đấu ấn tượng trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam từng nhiều lần phải ôm hận. Tại SEA Games 29 vào năm 2017, U23 Việt Nam đã thua đậm 0-3 trước U23 Thái Lan và bị loại ngay từ vòng bảng. Tại SEA Games 28 hồi năm 2015, U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura cũng đã thua tâm phục khẩu phục trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-3. Tại giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam lại chạm trán với U23 Thái Lan ngay ở trận mở màn tại vòng bảng. Sẽ không phải là nói quá lời khi coi đây là trận chung kết sớm của cuộc chạy đua giành tấm vé thứ hai của bảng C để lọt vào vòng sau. U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào? Xoay sở ra sao khi mà chúng ta không có huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ là một câu hỏi mà người hâm mộ háo hức mong chờ. Chuyên gia Đoàn Minh Sương chia sẻ quan điểm rằng có thể là đội U23 chưa có ngay một diện mạo mới so với thời điểm thi đấu tại SEA Games 31, nhưng biết đâu tân huấn luyện viên trưởng sẽ đưa ra cách dụng binh mới nào đó khiến cho các đối thủ của chúng ta tại U23 châu Á gặp bất ngờ thì sao? quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo